ネネジナイヨコのスワック、俺たちにしかないスワック、肩の力抜いてラックラック、遊び働いて曲楽器ông bác này áo khoác của người ta mà. Sao chỉ có mình tôi bị tát như vậy chứ? Tưởng về chầu ông bà rồi chứ? Trời ơi, may quá! Phải đi chùa thắp nhang thôi. Vì sao con người lại phải giết đồng loại của mình như vậy chứ? Chính vì mạng sống của con người là hữu hạn cho nên mới đáng quý. Và biết nó chứa đựng điều gì rồi thì còn gì thú vị nữa. Người yêu của anh chính là đất nước này. Một siêu sao bóng đá được ví như là kho báu của nước Ý đã từng nói rằng người duy nhất có thể đá hỏng một quả phạt đền chính là người có đủ can đảm để xuất quả phạt đền đó. Genva, cậu hãy nhớ rõ điều này. Những kẻ mạnh không phải lúc nào cũng chiến thắng. Mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Con hậu nha. Người sắp thua tới nơi rồi đó nhóc à. Chiếu tướng nè, cháu thắng rồi bác ơi. Hả? Trà nó. Kỹ lần nữa đi. Đồ cốc. Nhóc. Nè hai người nhìn kìa, kể cho anh chàng đó đi. Nhìn giống Shinichi quá ha. Giống gì chứ? Kỹ năng trên là không phải ban linh hồn, không cần phải đính đá, ai chỉ cặp đều thật bằng đều mà chiêu như này chạy vai lòng. Gặp đến thằng Liều rồi.
Người dễ thương thật đó. Khi cải trang thành một cô gái, anh là con nhà lính nhưng lại tình vào nhà em. Gọi anh là thành thật tình, em cứ dính vào mà xem. Yêu em sắp buồn mua, dành tặng cho em tình tứ. Chẳng thể nào rời xa em, chắc là do bọn tự tình. Mũi nó của Heiji vẫn đang hướng về phía trước như vậy, chứng tỏ là cậu ấy vẫn còn đang điều tra. Hả? Hoa tình trời tao chắc xếp bằng sao biết từ đằng sau. Mấy cái thằng tụi bắc vẫn còn mơ ước được bằng tao. Muốn tao nghèo khổ lắm, nhưng mà đây cứ mà khổ lắm. Tao đẻ con mẹ nó ở vậy đích rồi bây giờ biết phải làm sao. Sắp đến những người tôi luôn tin tưởng. Tôi là Hakuba Saguru. Kaito Kid xin chào quý vị. Tên tôi là Heiji Hattori. Tôi là Kudo Shinichi. これは命令だ。 Thì không thể bước tiếp và sẽ không bao giờ đến được điểm cuối cùng. Quá rốt cuộc là chẳng còn khả năng. Ai nị tu đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài ra. Lòng em đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài ra. Cứ vào tim em chỉ khóa bay, chỉ muốn gì nhất anh cầm. Nhiều hơn cả thích thích giờ em yêu yêu. Giờ bố anh lên rồi chứ. Chỉ muốn được bên em và tối nay, dù ở đâu để anh vẫn chờ. Giờ như con ngựa vẫn chờ em đến đây.
vì chúng ta không muốn ai phải cô đơn. Trái tim anh đã sầu ơ giống như cơn gió vừa thành đeo đơn. Anh đi như từ chúng ta đang đăng cây vào cuối này. Chúng ta đang đưa ra vì ai chứ. Nên đi em muốn em người lưu này. Để trái tim em trong bao giờ dây dân. Giống như đàn ông xa ngã, đàn bà xa đưa kìa hát cơ bà. ロスター僕のこと好き?でも嫁がいるよ。 Soda, còn quan tâm hoang mong gì? Thế này kia là nhưng mà lời đoạn. Em không quan tâm anh chỉ coi là người bạn. Phong lên lớn nhưng anh chưa bao giờ vui. Cho nên thoát ra bóng dáng là lời. Solo go. Mấy cái thằng anh hùng bàn phím gặp tao là sit down. Thằng vô và đỉnh và đốt cháy sâu hip hop này như là Big Thâu. Làm vạch con tem rồi cùng xây đi lặn vài ba vòng sit down. Mang và ly ra gồm cho đô là bay như mưa rơi trong cabin anh em tập. Trên Honda A, bitch, đi ăn phở hai là phải hở. Bọn tao kiếm được nhà thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.